xin chào bà con cô bác nha. Hôm nay con về lại đây thì cũng được sự gửi gắm của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, thì cũng gửi đến cô chú anh chị một phần quà nhỏ, tuy không có lớn nhưng mà cũng là một cái niềm vui cho cô chú. Ở trong mà Út nó mới mất hai năm mấy nè. Dạ dạ. Bây giờ ở là nhà tôi, ổng với nuôi hai đứa con của thằng Mạnh. Dạ. Hai đứa con với ai cô? Thay mặt cho cô Lộc tặng cho cô 100 ngàn nè. Con tặng chú 100 ngàn nè. Rồi chú. Rồi cô. Nhà bà sống với ai? Con mình anh nè. Nên hả? Dạ. Rồi con cháu đâu bà đâu? Có hai đứa con gái mà anh đi mà ăn ở đâu mình cũng không biết nữa. Dạ. Không có liên lạc được luôn hả bà? Hả? Không có liên lạc được luôn hả? Dạ, không có liên lạc được cháu. Dạ. Rồi thường bình thường mình làm gì sống bà? Như tôi ở trong đó đó thì mấy ông thực hiện các cái nhà cho tôi. Dạ. Con gửi thêm cho bà 400 ngàn nè. Cảm ơn cậu. Dạ dạ. Dạ rồi. Dạ, em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay thì em về Châu Đốc và em sẽ quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem một vòng ở Châu Đốc nha. Hôm nay thì em đi chùa Đại Lao Tràng nè, chợ Châu Đốc, và sau đó sẽ đi vô miếu bà Chúa Xứ Núi Sam để quay cho tất cả cô chú anh chị và bạn xem những hình ảnh ở đây. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, là ngày Vu Lan báo hiếu. Thì em xin chúc cho cô chú anh chị, những ai đang làm ba mẹ, thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và sống mãi bên con của mình nha. Đây là chùa Bồ Đề Đạo Tràng nè. Hôm nay mọi người đi chợ rất là đông luôn. Hiện tại là khoảng 8 giờ rưỡi sáng cô chú anh chị các bạn. Phía dưới chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Và phía bên trong đây là chợ Gia Đốc nha. Hôm nay chợ cũng không có đông. Hôm nay thì đa số bà con sẽ đi châu chùa để cúng. Chút xíu nữa em sẽ đi một vòng chợ Gia Đốc ở đây cho chú cho bạn xem nha. Còn bây giờ mình đi tham quan một vòng chùa Đại Lao Tràng nè. Phía trước chùa thì có rất là nhiều cô bán vé số với lại đi xin ở đây. Thì chút xíu nữa em sẽ ra và em tặng quà cho bà cái cô bán vé số với lại đi xin ở đây nha. Vu Lan báo hiếu. Đây là chùa Bồ Đề Đạo Tràng nè. Tối qua và sáng hôm nay thì mọi người đi chùa đông lắm. Bộ đây là cây bồ đề nè cô chú anh chị các bạn. Chùa này thì cũng có rất là lâu đời luôn. Thì mỗi lần đến Gia Đốc nói là cây bồ đề thì ai cũng biết hết. Cây bồ đề trong chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Này là nước uống miễn phí hả cô? Dạ. 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 Mình đãi nước ngày qua nay hả cô? Dạ. Bữa nay. Bữa nay hả? Dạ. Nay mình đến từ đâu á cô? Dạ. Nay mình đến từ đâu á cô? Châu Đốc luôn. Dạ dạ. Hôm nay thì có trà đường nè. Dạ. Một é. Nó miễn phí luôn, cà phê sữa luôn hả? Dạ, cà phê dạ. Sữa, cà phê đá, một é, trà đường, dạ. Sữa đậu nành. Đủ thứ. Đủ thứ. Dạ. Một é đi bà. Mình ấy tới chiều luôn ha cô. Dạ. Hết thôi. Đây hộp bé nè. Dạ, ăn nó nuốt đi. Dạ, ăn cảm ơn anh nha.
Dạ cảm ơn anh. Có nước suối luôn ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn chị. Yêu ghét ta chẳng bằng lòng, an nhiên tự tại, thông dong bên đời. Hôm nay thì em xin dẫn các chú anh chị các bạn đi chùa nha, với lại đi một vòng chợ thôi. Thì cuối video thì em sẽ phát gạo cho bà con ở khu vực biên giới, khu vực ở gần nhà em. Nhà em thì ở khu vực biên giới Campuchia á. Anh ơi, em thay mặt cho cô Lộc gửi cho anh 200 ngàn nha. Dạ, mời em. Rồi, đi qua phía trước và đi một vòng chợ Châu Đốc nha cô chú anh chị và các bạn. Sau đó em sẽ đi vô bên trong núi Sam để quay cho cả cô chú anh chị bạn nghe hình ảnh của miếu bà chú xứ núi Sam Châu Đốc. Cô ơi, con thay mặt cho cô Lộc tặng cho cô 100 ngàn nha. Dạ, dạ. Cô ơi, con thay mặt cô Lộc tặng cô 100 ngàn nè. Cô ơi, con thay mặt cô Lộc tặng cho 100 ngàn nè. Dạ. Chị bán gì chị? Dạ dạ. Em thay mặt cô Lộc tặng cho chị 200 ngàn nha. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Giờ em gửi từ bà chị. Rồi. Dạ. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi, thay mặt cho cô Lộc tặng cho chị nha. Rồi. Rồi rồi rồi. Dạ. Rồi. Con đại diện cho cô Lộc đi tặng cho một quà nhỏ cho mấy cô nha. Cảm ơn con nha con. Dạ. Rồi, gửi 100 ngàn. Dạ. Dạ hiện tại thì em đang chạy vô trong núi Sam nè. Hôm nay thì mọi người đi chùa quá trời đông luôn. Phía trước mặt cô chú anh chị bạn là núi Sam nha. Hôm nay thì trời nắng rất là đẹp luôn nè. Hồi nãy thì em tặng quà cho bà con ở chợ Châu Đốc. Bây giờ thì em chạy vô chùa Bà Núi Sam. Ở chùa Đề Châu Đốc. Ở chùa Đề. Nãy đi tới đó thì xe em hư rồi, bây giờ em nhờ chú xe ôm chở vô bên trong chùa. Bữa nay thì mọi người đi chùa Núi Sam nè, chùa Kim Tiên nè, chùa Lầu nữa, chùa Lâm Viên Núi Cấm. Dạ, chùa này cũng nó cấm nữa chú. Dạ, Lâm Viên Núi Cấm giờ cũng đông lắm, Lâm Viên Núi Cấm, thay đổi rồi.
lâm viên đó, lâm viên nấu cắm là dạ. Ở trong rồi là chi tô chứ. Dạ. Dạ. À. Thì đó gần 4 gần 40 cây 38 rồi. Dạ. Thẳng lên cổng chùa luôn rồi không? Dạ, cổng trước rồi đâu. Biên mát lắm, lên trển rộng rãi lắm. Dạ. Giờ mát lắm. Chùa lớn lắm à. Lớn hơn mấy cái chùa đây nữa. Bữa nay cho chị xe lên luôn hả chú? Ờ, có thứ bảy chủ nhật là ấy thôi, mấy ngày đông kem thôi. Dạ, ngừng đây được hả chú không? Chú chạy xe ôm là chú ở đâu hả chú? Dạ, ở ngoài Châu Đốc á. Châu Đốc luôn hả? Dạ, dạ. Dạ. Ủa chân chú bị gì chú? Bị tai nạn xe. Dạ. Hồi nào chú? Hồi Noel năm 2019 đó. Dạ. Dạ. Rồi hư 2/3 cái này. Dạ. Hư dạ. Chân luôn hả chú? Dạ. Dạ nãy giờ con không có biết. Dạ. Dạ. Bình thường chú chạy sơn không hả? Dạ. Dạ. Mưu sinh này nó ế lắm em ơi. Dạ. Chạy có khi đồng dầu lỗ thì sập. Dạ. Nhiêu tiền chú? Lỡ nhiều lỡ em ơi. Dạ. Con thay mặt cho cô Lộc dạ. Tặng cho chú món quà 500.000 nha. Dạ. Dạ. Tặng cho chú đi cho chú điện xăng với lại có nuôi vợ con nữa. Dạ. Dạ dạ. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, tiền sơn của con nhiêu chú? Gửi chú. Dạ rồi. Dạ. Rồi rồi con chú nhiêu chú? Dạ dạ. Chúc em sức khỏe dồi dào. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi đi vô bên trong chùa nhé các bạn. Đây bán những quà lưu niệm là nón nè, rồi đồ cúng nè. Hôm nay thì không có đông như là lễ này, không có đông như là mấy cái lễ trước các bạn, lễ với bà đông lắm. Thường ngày thì mấy cô bán thốt nốt ở đây cũng còn ở đây nữa nè. Đây. Đó, cô bán thốt nốt nè. Người bún đó nè. Bún chay hả cô? Bún chay. Dạ. Cái này khách đi đâu không cô? Vắng. Vắng lắm hả? Dạ. Đây, bún chay các bạn. Bình thường cô bán bún mặn hả? Thường là bán mì, bún tiếu. Dạ, mì bún tiếu không ha? Ở này bán bún mặn. Đây bún chay, cái dạ. Gặp đó. À, bún chay. Dạ. Đây bún chay nè các bạn. Đó. Bình thường mình bán ở đây luôn hả cô? Bán đây. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Đó các bạn có ăn bún gì vô đây, cô bán gánh bún nè. Đây là chùa Tây An Cố Tự nè các bạn. Đó. Mình đi vô đây một vòng luôn nha. Đây em vô nè các bạn. Rồi mình sẽ đi ra đường này nha.
chùa này thì được xem như là chùa ông đó các bạn. Còn phía đằng kia thì là miếu bà. Chú ơi, con thay mặt cho cô Lộc tặng cho chú 100.000 nha. Dạ dạ, cảm ơn chú. Anh ơi, em thay mặt cho cô Lộc con tặng cho anh 200.000 nè. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Dạ. Hôm nay thì em quay chùa là nhiều cho chú và bạn xem nha. Dạ dạ không. Cô chú anh chị và các bạn không có điều kiện để đi chùa thì xem video này của em thì cũng giống như là cô chú anh chị và bạn đang đi chùa luôn. Ở đây em gặp một chú bán nhang nè. Chú ơi. Không có chuyện. Dạ. Dạ. Chú không có nghe luôn ha cô. Nghe một bên hả? Dạ. Rồi chú thấy không cô? Không. Dạ. Dạ. Vậy là có vợ chú đi theo hả chú? Dạ có rồi, xảy ra dặn. Dạ. Đó dặn đi. Rồi xảy ra đi. Dạ, rồi cô đâu rồi chú? Ở mới đây nè. Dạ. Chú bị phỏng cái gì chú? Bị xít. À xít hả? Dạ. Dạ, lâu chưa chú? Dạ lâu rồi. Dạ. Rồi bây giờ chú đi bán nhang không hả? Dạ ở nha. Dạ. Còn cô làm gì chú? Cô bán nhang thôi. Với bán nhang luôn hả? Chứ đâu có lợi gì. Dạ. Con chào cô. Cô ngồi đây nói chuyện con xíu luôn cô. Dạ. Cô nhà cô đâu lận? Ở dưới đầu giường tông hậu. Dạ. Dạ cô với chú bị phỏng hết luôn hả? Dạ. Dạ. Nhà đường tông hậu đó đâu ta? Đây về dưới rồi 1 cây số. Dạ, 1 cây số hả? Dạ. Dạ dạ. Rồi thường ngày mình đi bán gì rồi khi nào mới về? Chưa chưa 10 giờ mấy về. Dạ. 11 giờ về. Rồi cô có con cái gì không? À, có 3 đứa mà mấy đứa nó cũng khổ, có vợ có chồng duyên hết rồi. Còn dạ. Thằng Út ở chung, thằng Út nó mới mất 2 năm mấy năm. Dạ dạ. Giờ ở là nhà tôi ổng với nuôi 2 đứa con của thằng mất. Dạ. 2 đứa con với ai cô? 2 đứa con của thằng mất đó thôi. À. Dạ. Rồi con trai của cô mất hả? Dạ. Dạ. Bị bệnh Covid mất hả? À, bị xỉn mắt. Dạ dạ, lâu chưa cô? 2 năm mấy. Dạ dạ. Rồi chú có thấy không hay là không? Không thấy luôn. Dạ. Ông tạc đâu. Dạ. Rồi nửa đêm rồi ổng tạc không biết được. Dạ tạc rồi ngồi dậy rồi bắt đầu ổng chạy rồi tao mới bắt được. Dạ. Rồi điều trị tới giờ vẫn chưa hết luôn hả? Vậy luôn rồi suốt đời rồi. Dạ. 3 mấy năm. 3 mấy năm luôn hả cô? Dạ. Đây hoàn cảnh của chú cũng rất là đáng thương các bạn. Chú bị tạc axit, chú không có thấy đường luôn. Thì một bên tay thì nghe, một bên tay thì không có nghe. Dạ. Rồi ăn uống thì khó khăn không chú? Ăn thì chậm. Chậm ha. Dạ dạ. Rồi sinh hoạt bình thường cũng khó khăn luôn hả? Dạ. Dạ dạ. Để con tặng quà cho cô chú. Cô chú ơi, con thay mặt cho cô Lộc tặng cho cô chú món quà là 1 triệu nha, để cô chú mua thuốc uống với lại nuôi cháu nữa. Bình thường chú có uống thuốc không? Dạ, uống hoài luôn. Uống hoài luôn hả? Dạ. Dạ. Ngày uống đêm mà ngủ nửa đêm nhất cũng có chịu uống. Dạ. Là không uống là bị đau hả chú? Dạ. Dạ. Nó có bị biến chứng gì không chú? Có thần kinh. Bị dây thần kinh. Dạ, dây thần kinh hả? Bị nó lột á. Dạ dạ. Rồi. Dạ dạ. Con cảm ơn cô chú nha. Con chúc cô chú nhiều sức khỏe nha cô chú. Dạ cảm ơn. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Chị quen chú hả? Dạ em có đây cháu ổng. Dạ. Đây bánh bò thốt nốt. Đó, sẵn cho em bò thốt nốt luôn nha. Dạ. Dạ. Cái này khách đông mua được nhiều không chị? Dạ anh cảm ơn anh. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi mình đi tiếp qua đây nha cô chú anh chị các bạn. Phía bên kia là cáp treo lên núi đỉnh núi Sam đó các bạn.
bánh bò đường thốt nốt. Đây là đường đường sắt hả cô? Cái này là đường. Dạ. Bánh bò cái nhiêu cô? Dạ 5.000. Dạ, lấy con hai cái đi. Đây, wow, nhìn hấp dẫn các bạn. Đó, bánh ngon mà. Dạ. Nhìn đảo quá cô à. Này các bạn nhìn ở ngoài còn thèm hơn nữa. Nhìn ở trong phim đó đó. Dạ. Đó. Này mình tự nấu luôn hả cô? Cái này mình đếm ta cháu rồi. Dạ, con tưởng là cô tự nấu chứ. Không, cô không biết làm. Dạ, cô chỉ bán thôi. Dạ. Chứ sao không làm cực chúng cháu ơi, đâu dạ. Có thời gian làm. Dạ. Cái này là chỉ mình đếm của người ta lợi mình bán. Dạ. Nhưng mà được cái là ngon rồi dở thôi. Bánh bò cô ơi, bánh bò thốt nốt rồi cô. Bánh bò được thốt nốt. Bánh bò được thốt nốt. Có con nhiêu tiền cô? 10.000 hay cháu. Dạ dạ, con có tiền cô nè. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, đi vô bên trong các bạn. Rồi, chào mấy cô. Cái này bán được không cô? Bán được chú ơi. Dạ. Cái này là mình làm gì cô? Về mình nấu nước giải đậu gan. Dạ, lấy con một bịch gì đi. Bịch gì là nhiêu cô? 10.000 à. 10.000 hả? Ừ. Dạ, lấy con hai bịch đi. Dạ. Cái này là mình thuốc mình lấy đâu hả cô? Cái này ở núi Cấm với ở Bà Tư á. Núi Cấm à? Uống mát gan hả cô? Uống mát gan giải độc. Dạ, mát gan giải độc. Đó, đi có lính theo nữa hả cô? Vẫn hậu. Dạ. Rồi, có 20.000 ha. Cô về nấu lá dứa đường phèn. Dạ, con gửi. Dạ, nấu lá dứa đường phèn ha. Dạ. Đây. Đây đường thốt nốt nè, rồi trái thốt nốt nữa nè. Đó. Trái thốt nốt này ký nhiêu chị? Nha cô. 220 ha, bữa nay lên. Hết mùa nó mắc. Bữa nay hết mùa hả? Dạ. Lấy cho em chai nước thốt nốt nhỏ đi. 10.000. Dạ. Bán cho một chai coi. Đổ đỏ. Đậu đỏ. Uống thốt nốt mà đổi sữa à. Đửa xem. Đây. Đây bàn chai nước thốt nốt nè. Đó. Chai nước nguyên chắc luôn hả cô? Nguyên chắc luôn. Dạ, nó sẫm sẫm màu vậy đó các bạn. Đó. Đây là trái thốt nốt nè. Mùa của nó là tháng mấy hả cô? Dạ, 11 với tháng chạp ha, là mùa trái thốt nốt. Còn giờ là nghịch mùa rồi. Dạ, cảm ơn cô. Này, mấy chị bán sung nè. Chị cái này là ta mua về cúng hay là ăn hả chị? Ăn ha, trái sung hả? Ờ, trái Hồng Quân phải trái sung hả? Em tưởng là trái sung. Một ký nhiêu chị? Dạ, lấy cho em nửa ký đi. Dạ. Trái Hồng Quân ha. À, nó mềm ngọt hả? Bớt cho nó thiệt à. Đó giờ đâu có ăn biết trái Hồng Quân đâu. Trái này nó có mùa anh ơi. Có mùa hả? Trái này đi cho. Trái nợ Vinh Nông Cấm. Vinh Nông Cấm mới có ha em. À. Mới nhìn vô tưởng đâu là trái sung không à. Cái này ta ngâm rượu uống chị nhất thôi. Ngâm rượu được luôn hả? Trái Hồng Quân các bạn. Dạ. Mới nhìn vô tưởng đâu là trái sung. Cái này mình bẻ hay là mình mua? Dạ mình căng cứ căng. Dạ. Dạ. Con gửi tiền cô. Cô với chị đi chung hả? Bán chung. Bán chung ha. Dạ. Hai mẹ con. Hai mẹ con à? Dạ. Cái cây Hồng Quân là nó cây hay là nó bò cô? Cái cây nó cũng như là cái cây bông giấy gì đó, nó dài dài vậy đó. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn chị nha. Cho em gửi đây lát về lấy được không? Dạ. Dạ. Tại con đi vô chùa con sách lùm đùm quá. Dạ. Ở đây có mấy cô mấy chú ngồi bán số đây nữa nè các bạn. Thì em sẽ thay mặt cô Lộc gửi tặng cho mấy cô mấy chú ở đây một phần quà nhỏ là 100.000 nha. Thì con thay mặt cho cô Lộc tặng cho cô 100.000 nè, con tặng chú 100.000 nè. Rồi cô.
Rồi chú. Rồi cô. Rồi cho cháu luôn. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Đây là những cái gian hàng mắm quen thuộc nè các bạn. Đó. Bà giáo Thảo. Dạ, thay mặt cô Lộc tặng cho anh 100 ngàn nha. Chào anh. Khỏe không anh? Cái này khỏe không? Dạ. Chú với anh đi bán hả? Dạ. Dạ, chú là cha của... Dạ, dạ. 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 Em nay được mấy tuổi rồi? Anh năm nay được mấy tuổi rồi? Nhiều tuổi? Nhiều tuổi? 40. 40 hả? Anh năm nay 40 hả? Dạ. 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 Nhà của anh ở đâu lặng? Nhà của anh ở đâu lặng? Bến dựa hả chú? Dạ. Bình thường là đi bán gì không hả chú? Dạ, nó bị não rồi, thứ hai này đi chợ rẫy rồi chú. Dạ, thứ hai đi chợ rẫy hả? Cũng đi khám hoài hả chú? Dạ, có ở đây nhập viện cho đó rồi. Dạ. 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 Dạ dạ, bán là kiếm tiền đi đó ha. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Đây là giấy xuất viện hả chú? Dạ dạ, chứ xuất viện đó. Là thứ hai mình đi khám tiếp hả? Dạ, sáng thứ hai, tối thứ hai mình đi đó. Sáng thứ ba mình tránh nhập viện tránh đó cháu. Dạ dạ. Dạ. Cái này là bản chiếu photo. Dạ dạ. Đây con thay mặt cho cô Nguyễn Diệu Lý tặng cho anh phần quà để thứ hai có tiền đi nhập viện nha, có tiền đi khám bệnh. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Rồi rồi. Anh cầm. Anh cầm không được ha chú. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh mau khỏe nha. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ nhớ đưa anh đi khám bệnh nha chú. Dạ thứ hai. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn chú. Dạ cảm ơn cháu. Rồi mình đi tiếp nha cô chú anh chị các bạn. Đây quá trời nhiều mắm luôn. Mắm Giáo Thảo nè, Bảo Loan. Đây. Mắm rất nhiều luôn. Chị cho mấy mắm xíu nha. Lâu lắm gặp chị nè. Cái này chị về à? Dạ. Yeah. Bỏm em đi lên quay lúc mà với bà không gặp chị. Yeah. Ở đâu chị? Không sao hả? Dạ, cái này kinh doanh nhà nghỉ lại chưa? Dạ, dạ. Dạ. Đây, dạ hàng mắm của chị nè các bạn. Mắm cá sặc 70 ngàn. Cho em quay xíu nha. Dạ. Cá sặc nè các bạn. Mắm Linh là 70 ngàn. Mắm cá chèn là 260 ngàn. Hai bữa nay khách đi đông không chị? Dạ đông ha. Dạ. Lần trước vô gặp chị buồn quá. Mắm lóc lớn nè, lóc chung nè. Đó, 90 ngàn, mắm lóc lớn là 100 ngàn. Rất là nhiều là mắm luôn. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị mất đắt nha chị.
đây phía trước miếu bà này các bạn. Xin chào. Đó. Hả? Rồi chào lại chị Anh đi, chào lại chị Anh đi. 1 2 3. Rồi xin chào. Rồi. Sốp ha. Ở đây cũng có một bà đang ngồi đi xin nữa nè. Sáng giờ xin được nhiều ít rồi bà. Sáng giờ bà xin được nhiều ít rồi. Không có xin châu cái này tiền xong. Dạ. Người ta cho gạo là gì à? Dạ. Xin. Dạ. Rồi ai cho gạo bà? Người ta cho gạo. Người ta cho chưa? Dạ. Được 10 kg với lại 5 kg hả? Dạ dạ có nhiều. Dạ. Đó. Dạ. Bà ở đâu lận? Hả? Bà ở đâu lận? Vì ở nhà trọ ngoài nhà bà Bảy Tây nè, bà Bảy Tây nè. Dạ ở Bảy Tây. Ở trọ tháng nhiêu bà? Hả? Nhà trọ ở tháng nhiêu? 500 hả? Dạ, bà ở nên hả? Điện nước riêng nhà không 500. Dạ, rồi bình thường bà làm gì sống? Hả? Bình thường bà làm gì sống? Thì gì cũng đi bán liêu tiêu, hồi đó hái rau dừa, rau muống, giờ đi bán liêu tiêu gì nè. Liêu tiêu là bán gì bà? Bán số đồ này kia vậy đó. À, dạ. Không chịu người ta đi bán, về lấy giống trả người ta, dạ, cái dạ. Mình ăn. Dạ. Còn thằng chưa vợ với gì con ơi. Dạ, dạ. Bà năm nay được nhiêu tuổi hả bà? 81. 81 hả? Đất xa trời rồi cháu luôn. Sợ quá. Dạ dạ. Con thay mặt cho cô Nguyễn Diệu Lý tặng cho bà 200.000 nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ dạ dạ. Rồi con đi nha bà. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Bên kia là Lan Ông Thọ Ngọc Hầu các bạn, bên đây nè. Đó, đây cũng có một khu di tích nữa đó. Đi vô là phải xịt khử khuẩn nè. Em cảm ơn. Đi ra vô ngày thì ra bên kia đó các bạn. Thank you.
Dạ, hiện tại thì em đã về tới xã Phú Hữu, thì chỗ này thì gần nhà em, cách nhà em khoảng 500m nha. Thì có một cái ngôi chùa cũng rất là lâu luôn, từ lúc em mới lớn lên tới giờ là đã có ngôi chùa này rồi. Đây là cây đa cũng rất là lâu luôn nè. Hôm nay thì em tổ chức phát gạo ở đây là 250 phần nha, dành cho bà con ở khu vực biên giới. Chỗ em là khu vực biên giới, một bên là Campuchia, một bên là Việt Nam nè. Ở bên tay phải, tay trái của em á là bên Việt Nam, còn bên tay phải của em á đi thẳng qua bển luôn là bên kia là Campuchia nha. Đây là chùa Bà Năm nè. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan thì em có tổ chức tặng gạo cho bà con ở đây. Mọi người ở đây cũng đến đây rất là lâu luôn rồi. Chú ở đây lâu chưa chú? Chú ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Lâu rồi. Dạ. Chú ở đây chú làm nghề gì chú? Không có làm gì chân già cả rồi, 70 không có làm gì chứ cháu. Dạ dạ. Mướn rồi, mướn. Nhà chú ở ấp nào? Ở Phú Thành. Phú Thành hả? Dạ. Dạ. Còn cô làm nghề gì cô? Làm mướn đồ ăn cậu ơi. Dạ. Hôm nay con ở nhà con gần đây nè. À, dạ. Ở Phú Thành nè. Dạ, nhà con ở Phú Lợi. Dạ. Dạ. Bà ở đây lâu chưa bà? Mà ở ấp Phú Thành đó mà. Phú Thành luôn hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn bà nha. Đây mình chuẩn bị sắp xếp phần quà đây tặng cho bà con nha. Hôm nay thì em có gửi 250 phần quà. Thì mỗi quà phần quà là một bao gạo nè, với lại 200.000 tiền mặt nữa. Bây giờ em sẽ mời bà con vô đây phát gạo nha. Ở đây là chùa Bà Năm, là thuộc xã Phú Hữu nha các bạn. Khu vực biên giới, xã biên giới. Dạ con xin chào bà con cô bác nha. Hôm nay con về lại đây thì cũng được sự gửi gắm của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, thì cũng gửi đến cô chú anh chị một phần quà nhỏ, tuy không có lớn nhưng mà cũng là một cái niềm vui cho cô chú anh chị nha. Con đến đây hôm nay thì tặng cho cô chú cô bác ở đây á một phần quà là một bao gạo với lại 200.000 tiền mặt. Dạ con xin phép đọc tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nha chú. Dạ chú Lê Phước Hải là 17.250.000, sư thầy và các Phật tử chùa Canada là 18.470.000, cô Nguyễn Thị Muội là 12.000, chị Thảo, chị Linh bên Úc là 8.000, cô Trần Thị Ngọc Phương là 6.000, anh Võ Simon là 9.200, anh Thành là 5.000, anh Huy là 2.300, cô Hồng bên Úc là 5.000. Dạ trước khi lên nhận quà thì con xin cô chú anh chị một tràng vỗ tay để sung sung lên nhận quà nha. Dạ rồi con ưu tiên cho mấy cô lớn tuổi trước nha, với cô chú lớn tuổi. Dạ rồi con mời mấy cô lên nhận quà mấy cô. Cho tôi phí gạo của con mừng. Rồi, dạ dạ. Cái này mà nói không? Rồi gửi cho cô nè. Cái này tới cho em luôn đi cho. Dạ. Bớt cái quà đi lát nhận lại. Này chị phát tiền đi em mấy gạo cho. Cái con. Dạ. À, con gửi cho cô. Cái này 2 phiếu thôi cho. Dạ 2 phiếu hả? Thì nhận 2 phiếu luôn. Cái này tôi phát mấy phiếu, một phiếu một mình bắt đảo lại. Dạ, 2 phiếu luôn đi. Chị bà tay biến lãnh giùm. Dạ. Rồi. Tôi làm không luôn á. Dạ rồi. Được, lãnh ra lãnh. Dạ bà, con gửi bà. Để cái đậu giùm cái đậu cây. Đây ra ngoài luôn cho. Anh ơi. Anh ơi gửi tiếp cô em. Rồi. Chú sao gì cũng có cho anh nè. Để cho. Rồi con gửi cho chú. Bây giờ vậy nè. Dạ. Đó đây phải không? Để cho em luôn. Dạ. Rồi, dạ. Rồi rồi, con mời mấy cô bên đây vô nè. Con gửi cho cô nè cô. Dạ dạ dạ. Dạ gửi anh. Dạ gửi cô. Dạ. Dạ gửi cô. Dạ gửi. Con gửi cô. Dạ con gửi cô. Hàng phiếu. Dạ, tiếp em một phiếu nha. Dạ rồi. Từ nha. Dạ. Đây đây anh đưa còn dạ. Còn đấy có nè. Gì có cầm nấu không nè? Nấu không? Cầm muốn nấu rồi. Nè, nấu không? Không biết nữa. Dạ. Dạ, con gửi cô. Nhà cô ở đâu lận? Bên Đồng Đức. Đồng Đức luôn hả? Dạ dạ. Phú Thành ha. Dạ dạ em gửi chị. Dạ em gửi chị. Cảm ơn anh chú. Dạ. Dạ con gửi bà nè.
đường phía dành nè. Rồi. Mà chị mới thiếu 2 phiếu cho anh đưa bao đó anh. Anh ơi thêm bao nữa bao đây cho em đi. Dạ dạ. Dạ 2 phiếu này chị. Cho em thêm bao nữa anh. Nè. Con đây chút nữa cô đi chặt cho cái ghẻ này. Nè cô con gửi con. Đây nè của chị nè, ôm ra. Rồi con gửi bà nè, gửi cô. Dạ con gửi cô nè. Con tạm ngừng cái này. Gì? Dạ. Rồi gửi cô. Dạ gửi cô. Dạ dạ. Dạ con gửi chút. Dạ dạ gửi cô. Dạ gửi chút. Rồi vậy. Cảm ơn không cân. Dạ con gửi cô nè. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Dạ em gửi chị. Anh ơi ấy ra xe tiếp em. Dạ, con gửi không? Bà qua đây đưa phép rồi. Dạ em gửi chị. Thêm một bao nữa, túi nữa quên. Còn đây hai túi nữa. Dạ. Ông Nguyên đâu, ấy giùm cái bả luôn Nguyên. Dạ. Dạ. Dạ, em gửi chị. Bà ở nhà làm cái gì bà? Giữ con mướn hả? Dạ. Dạ. Chị gửi tiền. Con gửi thêm cho bà 400 ngàn nữa nè. Dạ bà. Dạ, dạ. Rồi, bà về khỏe nha. Dạ. Em gửi chị. Dạ, em gửi chị. Rồi. Dạ, bà bên đây là bà, đi vô này luôn. Bà vô đi, bà vô đường này luôn đi, bà. Nhà bà ở đâu lần bà? Ở Phú Thành hả? Bà ở dưới đồng này tôi không biết gạch nữa. Nhà bà sống với ai? Có mình anh nè. Nên hả? Dạ. Rồi dạ, con cháu đâu bà đâu? À, có hai đứa con gái mà anh đi mặn ăn ở đâu mình cũng không biết nữa hồi đó. Dạ. Giờ không có liên lạc được luôn hả bà? Hả? Không có liên lạc được luôn hả? Dạ, không có liên lạc được chứ. Dạ. Rồi bình thường mình làm gì sống bà? À, như tôi ở trong đó đó rồi. Mấy ông từ thiện á, các cái nhà cho tôi ở mình ăn. Mà dạ, cái nhà không có nhà bếp nữa. Dạ. Bà ơi, con tặng quà cho bà, con gửi thêm cho bà 600 ngàn nha. Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Chú với mấy cô đi từng hết trong đạo. Bà về khỏe nha. Dạ. Bà đi theo đi. Con đi ai vậy? Con đi ai? Đi mới đi với bà. Đi với bà. Đây, để em đưa. Dạ, dạ, dạ rồi. Con nè. Dạ. Rồi đi. Đi ra ngoài đi con. Dạ, bà ở đâu lần bà? Phú Hữu mà khổ lắm tao chú ơi. Con không có nuôi. Dạ. Cháu hả? Dạ dạ. Con có nuôi. Dạ. Dạ. Rồi mẹ của bé đâu? Mẹ nó đi bé nó bắt rồi, còn tôi giờ không ai nuôi nữa. Dạ, con gửi thêm cho bà 400 ngàn nè. Cảm ơn cậu ơi, cậu. Dạ dạ. Quá mừng. Dạ rồi. Dạ em gửi chị nè. Dạ gửi anh. Dạ. Dạ. Dạ em gửi chị. Dạ. Nè, có ai nói không? Rồi gửi con nè. Rồi. Ngoan quá ta. Rồi. Nè gửi con gái nè, gái lớp mấy rồi? 4 ha. Rồi gửi cô. Cái này có bằng mấy phiếu vậy? Sao dạ. Bên đây cầm mấy phiếu rồi? Dạ, dạ. Đây đến giờ hết bà. Dạ 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 dạ. Rồi gửi cho em nè. Cái này cái phiếu đâu mà đưa hộ nghèo, cái này hộ nghèo không có nhận được. Cái này là mình để ở nhà nha. Cái phiếu đâu? Có rồi. Dạ, nghe rồi. Cái nhận rồi mất tiền. Cái dừng mất giấy đó là mệt á. Mất giấy đó luôn. Dạ. Được phiếu vậy.
hơn. Dì Dung ơi, cái gì? Một câu. Biểu ơi, tôi lại cho bà dạ. Bà qua dạ. Coi bà đi giống mẫu ấy. Coi con chút xíu. Rồi, dạ, con nè. Rồi, dạ, con ngoan quá. Bà vô 2 phiếu rồi bác 2 phiếu. Dạ, dạ, cô. Dạ. Ra đi này nè anh trai. Ủa rồi. Dạ. Tuồng cái đó, hai cái đó. Lấy hai luôn. Dạ dạ. Dạ rồi. Em nổi không cô? Đây không rồi đó. Dạ, anh Nguyên. Dạ cô con xin phiếu. Cảm ơn. Dạ dạ. 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 Gửi chị nè. Dạ. Dạ, gửi cô. Dạ, gửi chị, gửi cô. Dạ dạ, cảm ơn. Rồi gửi cô. Gửi cô. Của ai góp đâu qua mà. Gửi cô. Cho hai phiếu luôn đi. Anh Nguyên ơi, tiếp em cái cho hai phiếu luôn đi. Cảm ơn em. Đây đây bao gạo nữa kêu thêm. Cho bao gạo nữa. Là dạ. Rồi. Gửi cô. Này giờ cho 2 phiếu luôn. 2 phiếu không ạ? 2 phiếu. Rồi, cô gửi cô. Đâu? Dạ. Sao nấu chậu. Đây đây đây. Con lấy đây các bạn. Con gửi chú. Gửi cô. Alo. Đây mấy cô ở Phú Lợi hả? Dạ, vậy là gần nhà con rồi. Biết con không? Dạ, biết con tên gì không? Biết con tên gì không? Dạ, không biết tên hả? Dạ. Cô nhà cô ở khúc nào? Khúc trên, khúc dưới? Khúc dưới ha. Thường cô làm gì sống? Làm gì? Làm nghề gì á? Làm nghề gì? Giờ giữ cháu. Giữ cháu ha. Dạ. Có đi bằng cỏ không? Không. Không ha. Dạ. Dạ. Mấy cô đợi xíu nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi. Dạ đến thời điểm này thì mấy cô đã nhận xong, lại còn lại là mấy cô không có phiếu á thì ở chỗ khác lại. Thì để em hỏi mấy anh mấy chị rồi ở đâu nha. Chị ơi, chị ở đâu lại đây vậy? Dạ ở Sâm Châm, ở Côn Cải á. Dạ. Dạ. Sâm Châm lần hả? Dạ. Dạ. Sao chị biết bữa nay ở đây có phát gạo vậy? Dạ. Sao chị biết bữa nay đây có phát gạo qua vậy? Rồi mình đi tình cờ. À, tình cờ hả chị? Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi đi xin tiền. Dạ. Có bị bệnh gì không chị? Dạ nghèo khổ lắm. Dạ dạ. Đi kiếm ăn. Dạ, chị đi chung với chị này hả? Không, mình đi riêng riêng rồi ta thấy người ta chỉ giùm á. Dạ, đi riêng hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ con chị ở đâu chị? Dạ. Dạ ở Sâm Châm đó cô. Sâm Châm luôn hả? Dạ. Còn anh ở đâu anh? Em ở Phòng Tiên anh. Dạ Phòng Tiên là hả? Anh đi làm hộ ở đây hả? Dạ đi làm hộ thấy ngang thấy tay cho gạo em vô. Dạ dạ. Dạ. Rồi, anh ở đâu anh? Ở Châu Đốc rồi. Châu Đốc lần hả? Dạ dạ, đợi em xíu nha. Em làm gạo em tặng cho mấy cô, mấy anh mấy chị. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ, chúc nó em tặng vậy luôn. Dạ tại vì nãy giờ em phát hết gạo rồi, giờ em tặng tiền cho anh chị ha. Dạ em tặng anh 200 ngàn nha. Cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ em tặng cho chị 400 ngàn đi, rồi chị không thấy đường. Dạ. Dạ, em tặng chị 200 ngàn. Rồi tặng cho hai gia con 200 ngàn nha. Đây chị ơi, chị gì đi bán số nè. Dạ. Em không có mua số, em tặng quà chị thôi. Dạ, rồi. Dạ, hôm nay em tới chùa em phát gạo thì còn 5 phần em gửi lại cho chùa nha. Em có chuẩn bị 5 phần nè. Dạ. Dạ.
Dạ, cô vô nhận giùm con nha. Dạ. Em gửi lại vô chùa 5 phần nha. Tại em chuẩn bị tới 255 phần lận. Dạ, được rồi cô, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, dạ. Dạ. À, dạ vừa rồi là những hình ảnh của chợ Châu Đốc với bà Dư Sứ Núi Sam và những hình ảnh em tặng quà cho bà con ở vùng biên giới. Thì em xin được đọc lại tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi gắm cho em ngày hôm nay. Đó là chú Lê Phước Hải 17.250.000, sư thầy Canada là 18.470.000, chị Thảo chị Linh bên Úc là 8.000.000, chị cô Trần Thị Ngọc Phương là 6.000.000, cô Nguyễn Muội là 12.000.000, anh Võ Simon là 9.200.000, anh Thành là 5.000.000, cô Hồng bên Úc là 5.000.000, anh Nui là 2.300.000. Tổng số tiền em phát trong ngày hôm nay là 80.600.000. Tổng số tiền em gộp lại tất cả của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là 83.220.000, còn dư lại là 2.620.000. Thì em cũng đã tặng cho những cô lớn tuổi và những cô bán vé số rồi những cô đi xin nãy em có tặng riêng tiền cho mấy cô với mấy anh mấy chị là 2.620.000. Dạ, đó là số tiền em thực hiện trong ngày hôm nay ở Châu Đốc, ở chùa Châu Đốc và ở miếu bà. Thì em sử dụng số tiền của cô Lộc là 6.445.000, cô Nguyễn Diệu Lý là 1.000.000. Em chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ em hoàn thành cái video lần này. Tới đây thì em cũng xin kết thúc video của em tại đây luôn. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Nơi Đó Ông Giang của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau nha. Đây, khu vực này gọi là xóm chùa nha cô chú anh chị và các bạn, ấp Phú Lợi. Đây là cây đa rất là lâu năm luôn. Khu vực biên giới ở đây. Rồi, tới đây thì em kết thúc video ở đây nha.